Chào mừng bạn đến với kênh Yoga trị liệu của Phạm Hằng. Hôm nay Hằng rất là vui được hướng dẫn bạn trong chương trình tập luyện này. Và bài tập hôm nay là bài tập về suy giãn tĩnh mạch. Có rất nhiều bạn gửi thư yêu cầu mình là làm bài trị liệu về giãn tĩnh mạch. Theo thống kê, cái bệnh giãn tĩnh mạch chiếm khoảng 40% người mắc, chủ yếu là người già và phụ nữ. Thì nguyên nhân của bệnh giãn tĩnh mạch thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân phần lớn là do di truyền, và nguyên nhân thứ hai là do những người làm việc phải đứng lâu, ngồi lâu, như là những người bán hàng hoặc giáo viên ở văn phòng. Do phải đứng lâu và ngồi lâu thì nó làm bị tắc nghẽn, máu lưu thông xuống chi dưới kém, và chức năng tim bơm máu xuống chân và bơm máu trở về tim là đều bị suy giảm. Thì các bạn có thể tìm thêm bài trị liệu về tim để tập thêm, để giúp cho tim của mình khỏe mạnh, để bơm máu xuống chi dưới được tốt hơn. Thì triệu chứng của bệnh giãn tĩnh mạch là mình đứng lâu rồi thấy mỏi chân, về chiều thì chân nặng, rất nặng, và tối ngủ thì có triệu chứng là chuột rút và giống như kiến bò. Nó làm giảm chất lượng cuộc sống của mình rất là nhiều. Thì cái phương pháp để mình giảm cái nguy cơ giãn tĩnh mạch, nhất là phụ nữ mình không nên đi guốc cao gót, mà hãy đi giày bệt, đế mềm, và không tắm, ngâm chân và chườm nước nóng. Thì như thế nó sẽ làm cho mình càng thêm cái tĩnh mạch của mình nó thêm giãn ra. Đấy, và hãy tối đi ngủ nhớ kê cái chân lên cái gối, nghĩa là cái gót chân của mình kê cao hơn chân, để cho máu nó chảy ngược về tim, hoặc là cho mình thư giãn cái đôi chân của mình nó được thoải mái hơn. Thì bài tập hôm nay giúp cho kéo căng kéo giãn cái phần chi dưới, nhất là mặt sau của chân này nhé. Tại vì khi mà giãn tĩnh mạch, các bạn sẽ thấy là những cái cục máu đông ở chân này này, nó đông lại và nó làm tắc, nó không, máu nó không bơm ngược về tim được, và máu ở tim nó cũng không bơm ngược xuống chân được. Thì các bạn có thể massage, các bạn 5 đầu ngón tay nha, các bạn miết ở phần dưới, các bạn miết ngược lên. Đấy, bình thường ví dụ mình ngồi rỗi thay vì xem tivi thì mình ngồi mình miết ngược lên như thế này. Đấy, khi các cái đầu ngón tay này này nó có các cái đường kinh lạc và kinh mạch nó nằm ở mặt sau của chân, hoặc nó giúp cho xoa bóp cái phần cơ. Đấy, giúp máu lưu thông tốt hơn, và nó cũng là massage cái đôi chân của mình để giảm căng nhức và mỏi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Bạn ngồi nay mình không xếp chân á, mà xếp sao cho là gót chân với cổ chân với lại cái tuyến sinh dục ấy thẳng hàng, kéo dài cột sống lên. Hai tay đặt lên đầu gối, ngửa lòng bàn tay lên, đôi mắt khép nhẹ, hít thở nhẹ nhàng. Xin mời bạn từ từ mở mắt ra, khởi động hai tay lên, vươn dài, hít sâu, lan tay vào nhau, đẩy căng lên, giữ cao, rút dài cột sống, thả lỏng cổ, giữ thở. Hít sâu, cúi xuống, ấn cằm vào hõm cổ, rút dài cột sống, mắt nhìn thấy rốn, giữ thở. Hít sâu, mắt nhìn thẳng, thả lỏng vai, thở. Hít rút dài, từ từ nghiêng sang bên phải, kéo căng lườn bên, căng nữa ra, cảm nhận độ căng. Thở đều. Hít sâu về giữa, thả lỏng thở. Hít rút, nghiêng sang, rút bụng lại, thả lỏng đôi vai, thở hết ra đi. Bạn kéo giãn cái vai ở trên. Rồi hít sâu về giữa, thở ra hạ tay. Ba vòng mình đẩy tay về đằng trước, hít, thở. Bạn có thể xoay và tập tay nhiều nhé, tại vì tay nó liên quan kết nối đến phần trên. Trên mình khỏe thì nó với lưu lượng máu xuống dưới tốt. Thở ra, hít ba, thở ra, rồi hít lên.
Thở ra. Rồi bạn đặt cái tay phải lên trên. Hít sâu vòng tay. Đẩy thở. Hít. Thở ra. 3 lần hít. Thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi. Thả lỏng tay ra. Đổi bên. Các bạn làm văn phòng thỉnh thoảng mình tập cái tay này rất là tốt nhá. Thở ra. Tại vì tay kết nối thẳng với nội tạng. Hít. Thở ra. Hít. Thở. Thở hết. Thả lỏng thở. Mình rũ rũ cái tay. Đó. Rồi hai tay lên vươn dài hít sâu. Thở hai tay sang ngang. Hít từ từ nghiêng sang phải kéo căng thở hết. Kéo dài giữ thở đây. Rồi hít sâu, ngửa tay ra đằng sau, thở hết ra. Rồi hít sâu vòng tay, cúi xuống, thở ra. 3 lần như thế, mở vai, mở lồng ngực, hít. Thở ra rút bụng lại. Hít 2, mở lồng ngực, đẩy lồng ngực ra. Thở ra, lồng ngực có quả tim ở đấy đấy. Hít 3. Tim khỏe nó mới bơm được máu. Thở ra đi. Rồi hít lên. Lại giữ ở đây. Kéo dài lên. Thở ra. Đẩy cái lồng ngực. Đó. Rồi hít về. Rút bụng lại. Cảm nhận cột sống. Thở hết ra đi. Rồi hít sâu. Hai tay sang ngang. Thở hạ xuống. Hít kéo căng và giữ. Thở hết ra. Kéo giãn cái lượt bên. Thở. Rồi hít sâu mở tay ra, giữ thở, đẩy lồng ngực lên, thở ra. Rồi hít về rút bụng lại, thở ra. 3 lần như thế, hít 1. Thở rút bụng lại. Hít 2 lên. Thở ra. Hít 3. Thở hết. Rồi hít lên và giữ. Mình cứ mềm cái cổ ra. Đẩy cái lồng. Rồi hít về rút bụng lại. Cảm nhận vào vai cuộc sống. Thở đi. Rồi hít hai tay sang ngang. Thở ra hạ tay xuống. Rồi mình về con bướm. Hạ. Bay đi. Làm nóng cái khớp. Nóng cái khớp. Khớp này giúp máu lưu thông xuống chân được tốt nhé. Ở nhà bạn có thể bay cái con bướm này nhiều lần này. Bướm nó có nhiều tác dụng lắm. Rồi bạn tháo tay ra, hít sâu, vươn dài. Thật chậm, thật chậm. Rồi cúi xuống đây. Giữ thở, thả mềm người ra. Thở đi. Hơi nhấn cái thắt lưng xuống dưới. Đẩy dài cái mông xuống phía dưới. Kéo giãn cái phần thắt lưng ra. Hít vươn cằm lên. Thở ra về con rùa. À, mình bóp chân đi nào. Chân là trái tim thứ hai nhé. Chính vì là chân nó xa tim nên máu nó bơm về chân rất là ít. Mà bàn chân này phải trụ lực rất là nhiều. Nên là bạn có thể massage đôi bàn chân này cũng giúp cho cái chân của mình ấm nóng để máu nó bơm về. Đấy. Mình xoa này. Để vỗ đặt lại. Bóp. Rồi bạn vươn cầm lên, hít sâu, mở hai tay, tiếp tục giữ thở đây, mềm người ra. Cảm nhận đỗ căng ở đùi sau. Rồi hít sâu lên. Thở ra, về, thả lỏng ra, tự thở. Hít sâu vươn cằm lên, duỗi chân. Và bạn có thể tập
tập cái chân này nhá. Bạn thẳng lưng lên này, bạn móc cái chân này, đẩy xa cái gót chân ra, bạn giữ giữ thật là lâu đến khi nào mà bạn cảm thấy mỏi không giữ được nữa, không giữ được nữa. Tại vì khi giữ này nó giúp kéo căng giãn này, căng giãn cái phần cơ chân sau này, gân kheo sau. Khi nào bạn không thở được, không giữ được nữa thì bạn duỗi ấn này. Đấy. Thì khi quá trình là bạn cứ móc gót chân lên, co duỗi móc này thì nó giúp co bóp cái phần cơ. Đấy. Co bóp cái phần cơ và co bóp cái mạch máu giúp cho khí huyết lưu thông tốt. Đấy, bạn có thể giữ này. Bạn cứ làm như thế 5 lần cho mình nhá. Căng hết cỡ này. Thở này. Đấy. Sau đấy thì bạn sẽ làm nhanh hơn cũng 5 vòng này. Đấy, hít thở nhanh. Nhanh. Khi mình làm nhanh thì nó có tác dụng là co bóp, xoa bóp, còn khi mình làm chậm là kéo giãn nhá. Nhanh là xoa bóp nhá. Đấy, nó đều có tác dụng như thế. Hả? Móc lên. Chụm chân lại. Hít sâu vươn dài. Thở cầm chân. Kéo căng à. Đẩy này. Đấy. Ơi hít sâu vươn, cúi xuống mềm người ra. Thở hít sâu lên, hai tay ra sau. Mình chống cái khuỷu tay, khuỷu trỏ sang này. Đấy, xong thả lỏng chân, đạp. Đạp nhẹ nhàng. Do là ngồi lâu không tập luyện nên khí huyết nó không lưu thông, nó mới làm cho ứ động cái mạch máu này. Bạn duỗi này, duỗi này, duỗi này, duỗi này. Đấy. Giãn ra. 5 lần như thế. 2. Thở ra. Hít. Đấy, thở ra. Rồi, đấy, thả lỏng. Rồi, duỗi ra. Rồi hít về. Thở ra về em bé. Thả mềm người ra. Hít sâu lên, xòe rộng lòng đầu ngón tay. Thở chống chân, ép gót, thở hết. Co duỗi lại, co duỗi từng chân này. Đấy. Bạn đạp từng chân một. Đấy. Đạp ấn cái gót xuống, thả lỏng bớt cái chân này ra. Đấy. Khi cái chân co này, thả lỏng bớt ra này. 5 lần như thế. Đấy. Hít. 3. Hít. 4. Hít. 5. Rồi ép này. Mục đích là giúp duỗi giãn cái phần chân sau. Mục đích bài này là tập cho phần chân là chính. Rồi mình mở rộng hai chân bằng hông. Tay phải cầm cổ chân trái, nghiêng rồi, ấn căng, giữ thở. Cảm nhận căng ở cái phần bắp chuối này nhé. Rất là căng. Mềm người ra, thở đi. Thẳng đầu gối ra nhá. Nếu mà ai mà cảm thấy đầu gối nó căng quá thì hơi trùng lại một chút, nhưng mình phải cảm nhận được độ căng ở bắp chuối này. Rồi hít. Thở đổi bên. Nghiêng người qua, thả lỏng, thở đi. Rồi hít về giữa. Thở chụm chân lại. Rồi mình đi bộ về giữa hai tay. Chống tay ngóc đầu 3 vòng. Tay lên đầu gối hít. Thở hạ mềm người xuống. Hít hai lên. Đừng tì vào đầu gối nhá. Thở ra mềm người. Hít ba lên. Thở ra. Rồi hai tay lên vươn dài hít sâu, siết chặt lưng chặt đùi. Thở kéo tay xuống. Rồi mình kiễng chân lên, hít sâu, rút dài này. Siết chặt mông chặt đùi, đấy, rút chặt bụng lại, thở ra. Cái kiễng chân giúp thư giãn nha, rất tốt cho tim, rút dài lên. Thở ra 3 lần như thế. Hít 3 lên, mắt nhìn thẳng một điểm, rút dài. Thở ra. Tiếp tục lên, hít sâu. Thở ra. Kiễng cao lên, kéo dài cột sống, ép hai cổ chân vào nhau, rút dài. Thở ra. Hít ba lên, kiễng cao, thở ra. Lần cuối lên và giữ, kéo dài cột sống này. Xong kiễng cao, rút chặt mông chặt đùi, đứng nguyên giữ thở. Những ai làm văn phòng thỉnh thoảng đứng lên kiễng chân rất là tốt nhé.
Thả lỏng thở ra. Mình thả lỏng đôi chân ra. Cái con đại bàng này giúp chống thoái hóa vai gáy, thần kinh tọa và chống bệnh chuột rút nhé. Hít sâu. Thở tay phải ở dưới, ôm lấy vai, cầm tay chạm. Hít sâu trùng chân. Thở nhấc chân phải bắt lên. Ai mà khó thì bắt thế này thôi, cấp độ cao xoắn vào đây. Đứng im ở đây giữ thở, tập trung vào chân trụ. Nó cũng giúp đôi chân của mình khỏe mạnh. Ai bệnh chuột rút làm con đại bàng nhiều chứ mình nha. Rồi hít lên. Thở ra. Đổ tay hít lên. Thở tay phải ở dưới ôm lấy vai. Tay trái tầm. Đặt vào giữa trán nhé. Hít sâu trùng chân. Thở nhấc chân trái ra mắt lên. Rồi xoắn. Giữ ở đây. Rút bụng lại. Đứng im giữ thở. Tập trung vào chân trụ. Tập trung chân trụ. Thở đều đi. Mím chặt năm đầu ngón chân xuống. Rồi hít sâu lên. Rồi thở ra. Bước về đầu thảm. Hai tay lên hít sâu. Thở. Hít sâu ngồi xuống ôm gối. Ôm gối lăn lưng ngang vòng. Mắt ra. Hít. Thở một. Hít. Thở hai, hít, thở ba, hít, thở bốn, hít, thở năm. Rồi, bên đây giãn ra, giãn ra. Rồi, từ từ nằm xuống. Ai có cột tóc thì tháo ra. Rồi, duỗi chân ra. Mình lắc nhẹ cái đuôi chân. Lắc nhẹ đuôi chân, đập đập. Đấy. Cái động tác đập chân này mát xa chân rất là tốt nhé. Rồi. Bạn co hai chân lên. Về tư thế luồn kim. Các chân phải lên đầu gối này. Mở. Nâng chân trái lên. Luồn tay về giữa hai chân ôm gối. Thu cầm lại. Giữ thở. Hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Rồi hít. Từ từ kéo chân vào ngực. Rất chậm để cảm nhận độ căng ở đùi sau chân phải. Giữ nguyên ở đây. Cảm nhận độ căng. Bạn thả lỏng vai ra đi. Thở đều. Hít sâu, rút bụng ngóc đầu lên. Thở ra giữ, tiếp tục cảm nhận độ căng ở đùi sau chân phải. Hít nằm xuống. Hai tay sang ngang, từ từ đạp cái bàn chân sang. Bạn mình thở hết ra, giữ thở mềm người. Nếu không được bạn, cầm kéo cái chân này. Thả mềm người ra sau cho đầu gối chạm đất, thở đi. Thư giãn, thả lỏng chân dưới. Thả lỏng đôi vai. Rồi hít sâu, bạn lăn chậm thôi, về giữa. Thở ra. Hít sâu, đưa thẳng chân lên. Hai tay bạn cầm cổ chân. Đấy. Lại co duỗi mũi chân, đẩy ngược gót chân lên giữ ở đây. Cảm nhận độ căng. Nếu bạn không cầm được cổ chân thì bạn cầm ở đây. Hoặc là không thì bạn có cái khăn. Đấy, cái khăn bạn cầm kéo đây. Giữ sao cho cái chân nó thẳng. Treo cái chân lên. Để cho máu nó bơm về tim. Đấy. Rồi lại duỗi ra. Giữ. Và cứ thả lỏng vai ra nhé. Rồi lại co duỗi nhanh. Hít sâu. Thở đẩy gót một. Đẩy gót lên. Hít duỗi. Ấn mũi chân. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở ra. Rồi từ từ bạn kéo người lên, chạm chân, rút dài chân dưới. Đó. Chân thấp thôi nhá, đừng làm cao nhá, thấp xuống thì. Đó. Hít sâu nằm xuống, thở kéo cái chân này sang bên phải, nằm ngang. Mở ra, thở đi. Hít vào.
Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Rồi từ từ bạn đưa chân về giữa. Thở kéo chân sang vặn mình, mềm người ra. Tiếp tục thả lỏng vai, hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở ra. Từ từ bạn đưa chân về giữa. Thả chân xuống, chân mở rộng vào mép thảm, thả lỏng chân, tiếp tục hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Rồi bạn đổi chân, lại chống chân lên, chân vuông góc bằng hông nhé. Chân trái gác lên chân phải, đẩy đầu gối, nâng chân phải lên, luồn tay vào giữa hai chân. Nếu ai cầm rồi khó thì mình cầm vào đây nhé. Thả lỏng đôi vai, thu cầm lại. Hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở ra. Rồi từ từ bạn kéo chân vào. Kéo rất chậm thôi để bạn cảm nhận cái độ căng ở đùi sau chân trái. Thả lỏng vai, không dùng lực ở vai để kéo chân. Hãy tập trung vào đùi. Cái này còn chữa thần kinh tọa này. Cảm nhận độ căng đi. Hít. Kéo mũi chạm gối, rút bụng lại, giữ thở. Hít nằm xuống. Hai tay sang ngang, đạp bàn chân sang bên. Mềm người ra. Thở đi. Sao cho đầu gối chạm đất này. Bạn phải thả lỏng cả. Đấy. Nếu cái mà cái chân nó cứ bồng bềnh như này, bạn hãy đặt chân vào cái, đặt tay vào mông, sao cho cái đầu gối nó xuống đất. Đấy. Mềm người ra. Thả lỏng, thở đi. Rồi, hít từ từ về giữa. Thở đưa thẳng chân lên, hai tay cầm cổ chân. Nếu khó thì mình không cầm vào khớp gối nhá. Lại đẩy gót chân lên giữ ở đây. Thả lỏng vai đi, cảm nhận độ căng, rất căng. Nó kéo giãn ở đây giúp mạch máu lưu thông nhé. Nó giúp là làm thông tắc những cái cục máu à. Đó. Ở phần tĩnh mạch ấy, à, duỗi. Kéo giãn. Thả lỏng vai ra đi bạn. Rồi co duỗi mũi chân 3 vòng, hít đẩy gót. Thở duỗi. Hít. Thở 2. Hít. Thở 3. Rồi hít kéo đầu lên. Thở duỗi chân. Giữ, đẩy cái cùi chỏ lên. Cảm nhận độ căng giãn ở mặt sau của chân. Đẩy cái đầu gối. Rồi hít nằm xuống. Thở kéo chân sang bên. Mềm người ra. Giữ thở mềm ra. Thả lỏng. Hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở ra. Hít sâu về giữa. Thở kéo chân sang đổi bên vặn mình. Lại mềm người ra. Thả lỏng. Cái này cũng giúp giảm đau lưng rất là tốt. Hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Rồi từ từ mình đưa chân về. Thở ra, hạ chân xuống. Lắc nhẹ cái chân. Gần lòng bàn tay, tiếp tục hít vào. Thở ra.
Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Rồi bạn chụm chân lại. Về tư thế con đại bàng, tay phải ở dưới, cầm cổ tay trái, chống chân lên, chân phải mắt lên chân trái. Hả? Đây. Ba vòng kéo khuỷu tay chạm gối nhé. Hít. Thở rút bụng lại. Hít nóng. Thở ra. Bạn cứ làm nhiều với con đại bàng này vào. Con đại bàng này chống chuột rút. Hít. Thở ra. Hít. Lên và giữ, rút bụng, thở ra. Hít nào. Hai tay sang ngang. Thở từ từ đưa chân sang bên trái. Rất dễ chịu cái chân. Đó, bạn thả lỏng tay ra. Thở đi. Nếu bạn thấy dễ chịu, bạn sẽ giữ lâu hơn nhé. Dễ chịu cái chân lắm. Rồi, hít về từ từ. Thở, tháo chân ra. Lại duỗi chân. Rồi, đổi chân, lại trụ chân lại. Hít sâu tay trái ở dưới. Thở, cầm vào tay phải đặt giữa trán, co chân lên. Chân trái gác lên đùi phải. Nhấc chân phải, ngoặc, đặt xuống đây. Hít, thở rút bụng ra. Hít, thở rút hai. Hít, thở rút vào. Hít, thở lên và giữ rút vào. Hít nào. Thở hai tay sang ngang. Rồi từ từ đưa chân sang bên. Thả lỏng ra, giữ ở đây. Hãy hít thở đều. Cảm nhận đôi chân. Nếu cái tay bạn cảm thấy bồng bềnh thì bạn đặt lên đây. Đó. Thả lỏng ra đi, cảm nhận đôi chân rất là dễ chịu. Rồi hít về từ từ. Thở tháo chân, lại duỗi chân bằng đầu mép thảm. Bạn hít thở mà cảm giác nhé. Bạn biết là khí là dương, huyết là âm. Khí đẩy sinh huyết, huyết đẩy sinh khí. Khí huyết nó là cặp song hành, là cặp bài trùng mới đi với nhau. Thì khi bạn hít vào một hơi thật sâu này, bạn thở, bạn cảm giác bạn đẩy khí xuống dọc hai chân này. Khi khí huyết nó đi, nó làm thông tắc những phần ứ động ở phần chân nhé. Ba lần mình làm như thế. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Bạn đẩy khí xuống hai chân của mình, xuống đến gót chân. Hít vào. Thở ra. Đẩy xuống đôi chân, xuống gót chân. Hít vào. Thở. Đẩy xuống đôi chân. Hít thở đều, thư giãn và cảm nhận toàn bộ nguồn khí huyết đang chạy dọc đôi chân, giúp thông tắc những phần ứ động ở đôi chân. Tiếp tục thư giãn, thả lỏng đôi chân.